Phần này người ta sẽ giới thiệu ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển. Ở đây việc viết chương trình cho vi điều khiển thì ta có thể thực hiện bằng ngôn ngữ ASM, tức là ngôn ngữ assembly. Như ở các cái phần ở cái bài 1 và bài 2 chúng ta đã viết cái mã lệnh và cả cái lệnh bằng assembly. Và bắt đầu từ cái bài 3 trở đi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ C để viết cả cái chương trình cho vi điều khiển. Thì dù mình viết bằng cái ngôn ngữ assembly hay là ngôn ngữ C thì đều cần một cái môi trường phát triển thích hợp. Nó giống như là ta soạn thảo một cái văn bản mà cần phải có một cái môi trường là Office Word đấy. Thì cái môi trường tích hợp này nó thực hiện một số cái vai trò hỗ trợ chúng ta, và nó chính là cái môi trường có cái tên gọi là Code Vision AVR. Chức năng của cái môi trường này, thứ nhất nó là một cái môi trường phát triển tích hợp. Ở đây nó có cả cái công cụ để hỗ trợ chúng ta viết cái ngôn ngữ, viết cái chương trình điều khiển cho cái con vi điều khiển nó dễ dàng hơn. Thứ hai là nó có một cái trình biên dịch. Tiếng Anh nó gọi là cross compiler. Trình biên dịch. Và một cái đặc điểm nữa của cái Code Vision AVR là nó có một cái bộ tạo chương trình tự động. Thế là nó cái này nó sẽ tự nó tự động nó tạo ra cho ta một số cái đoạn chương trình. Thế để phân tích kỹ hơn một chút thì cái môi trường phát triển này thích hợp Integrated Development Environment, thì môi trường phát triển thích hợp này nó tạo cho ta một cái môi trường và nó cung cấp cho ta một số cái công cụ hỗ trợ để cho cái việc lập trình của ta nó trở nên đơn giản hơn. Còn cái bộ tạo cái chương trình tự động thì nó có cái vai trò là nó sẽ tạo cho ta một số cái đoạn chương trình tự động. Ta chỉ cần lựa chọn những cái thông số đầu vào, đầu ra thôi, và nó sẽ tạo cho ta một số đoạn chương trình, ta không phải tạo nữa. Đấy, nó hỗ trợ rất là tiện lợi trong cái việc này. Và tiếp theo là cái C compiler là cái trình biên dịch thì nó có cái chức năng là biên dịch cái lệnh mà nó viết bằng bằng ngôn ngữ C này này. Đấy, nó chuyển thành các cái mã lệnh cho ta. Đấy. Ta không phải ngồi viết từng cái mã lệnh nữa, cũng không cần phải viết bằng ngôn ngữ assembly nữa, mà nó có cái lệnh viết bằng C nó sẽ dùng cái trình biên dịch, nó sẽ chuyển hết sang cái mã lệnh cho ta. Và cái mã lệnh này thì cái mà cuối cùng nó sẽ được nạp vào cái con IC là cái mã lệnh. Đó. Nó sẽ được nạp nạp cái mã lệnh này vào con vi điều khiển. Đúng không? Đấy. Nhưng mà ta sẽ không trực tiếp viết cái mã lệnh này bởi vì nó rất là phức tạp và nó tốn công lắm. Chúng ta sẽ viết bằng ngôn ngữ C, nó đơn giản hơn. Sau đó sử dụng cái trình biên biên dịch này, xe biên dịch nó chuyển thành cái mã lệnh giúp ta. Ta không. Đấy, và sau đó ta chỉ việc nạp cái file mã lệnh này vào trong vi điều khiển thôi. Thì cái công tác viết lệnh nhé, điều khiển nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái phần mềm Code Vision, là một cái môi trường phát triển thích hợp Ta sẽ mở một cái bài file mới đi, và ta sẽ chọn một cái project mới đây, bạn là new, sau đó vào file trước nha, vào new, sau đó là project, chọn project. Thì nó hỏi là bạn có muốn sử dụng cái code Guiya, tức là cái thuật sĩ ấy, để hỗ trợ tạo code của cái Code Vision để tạo cái project này. Thì ta sẽ chọn là có.
Và ở đây á, nó hỏi là cái chip thai á, target AVR chip thai, tức là cái con chip AVR đích của chúng ta là cái loại nào. Thì ta biết là nó có ba loại, một là gì? Atmega hoặc là AT89 hoặc AVM đúng không? Đấy, hoặc là Xmega, thì ta dùng cái chip Atmega, ta sẽ chọn cái phía trên. Thì ở bên này á, cái thuật sĩ Winja này nó sẽ cho ta những cái tùy chọn ở đây. Sau đó nó sẽ hỗ trợ, nó tạo cho ta một cái mã, đoạn mã chương trình tự động. Ví dụ người ta chọn chip. Đấy. Đây là những cái thông tin về project chúng ta có thể điền thêm vào đây. Đúng không? Đấy, thông tin tên project, rồi là phiên bản, tác giả là ai, về công ty là gì, đúng không? Đấy, phía project giới thiệu đi, đúng không? Đấy. Vision 4.0 chẳng hạn, đấy. Là tác giả là NSS Channel chẳng hạn. Đấy. Công ty là, ví dụ là trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đấy, comment là gì đó, A, B, C gì đó. Trong ở đây là chip. Chip là cái con IC á. Thì nó có nhiều cái loại. Đấy, ví dụ Atmega 16, 16A, 16L, Atmega 32, 32U, vân vân. Đấy, rất là nhiều. Đó, nhiều loại lắm. Thì đây ta sẽ chọn cái con là Atmega 16. Và khi mà chọn cái con chip á, thì nó sẽ bao giờ nó yêu cầu ta chọn một cái xung nhịp clock là bao nhiêu mê. Thì đây ta sẽ chọn nó là 8 mê nhé. Đấy. Và cái ứng dụng, không, ứng dụng người ta, cái kiểu chương trình là chương trình ứng dụng. Đấy, người ta không chọn những cái phía dưới này, mà chọn cái application đó. Sau đó để cái cổng, người ta biết nó có bốn cái cổng vào ra, thì ở đây ta cứ chọn đi, ví dụ cái cổng A là cổng ra này, người ta chọn là hình ao, hướng dữ liệu là ao. Đấy. Đấy. Muốn chọn một loạt toàn bộ ao cũng được. Đấy. Mà nếu mà không thì chọn một số bit out thôi, còn một số bit in, đó là một số chân thì out chân in ấy, cũng được, không sao hết, cho phép. Đó. Còn bên này là cái giá trị nó có kéo, có một cái đường trở kéo lên là nguồn không. Đấy, nếu mình muốn có thì mình chọn một vào đây. Và cái giá trị đầu ra là bằng bao nhiêu. Đấy. Đó, khi mặc định nhé, B thì mình cho nó hướng vào đi, nó hết thì mặc định nó là hướng vào mà, thì kệ nó nguyên vậy. C mình muốn hướng ra thì mình chọn cái này thì nó sẽ hướng ra. Đấy. D hướng vào, ok, để nguyên vậy, mặc định nó vậy. Rồi ngắt, nó có những cái ngắt ngoài, internal external interrupt á, là 1 2 3, mình có dùng không? Mình dùng thì mình tích vào. Mình không dùng thì thôi. Đấy. Rồi timer cũng vậy. Đấy, nó sẽ cho ta ở đây những cái tùy chọn, ta muốn dùng thì ta chọn nó. Đấy, ta hiện tại ta không dùng thì thôi, ta bỏ nó qua, đúng không? Về những cái watchdog timer, nó cũng cho ta những cái tùy chọn ở đây. Đấy. Rồi là cái bộ về truyền thông nối tiếp về S232 á, đã cái song công á, mình có chọn hay không thì mình tích vào đây. Tích cho này là nhận hay là truyền, hay là cả nhận cả truyền. Về những cái bộ so sánh như đây, mình có chọn hay không, mình chọn ở đây. Và khi chọn thì mình sẽ thiết lập cái thông số ở đây. Đó, không chọn thì thôi. Rồi bộ gì ADC. Đó. Không. Mình có chọn không? Nếu mình chọn thì mình sử dụng ở đây. Mà không chọn thì cắt nó đi. Đấy, và những cái giao tiếp có chọn không? Đấy, nó sẽ cho chúng ta. Đấy. LCD á, mình có chọn không? Đấy. Hoặc là LCD đồ họa mình có chọn không, mà chọn thì mình chọn cái gì, kiểu loại nào. Đấy. Thì ở đây là nó cho chúng ta. Đấy. Thì hiện tại ta mới chỉ chọn cái cổng A là cổng ra, cổng C là cổng ra. Đấy. Sau khi mình chọn những cái thông số này cơ bản là xong rồi, mình sẽ kích vào đây này. Đấy. Và hôm trước mình đã làm được ví dụ 3, hôm nay mình làm cái ví dụ 4 đi. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ yêu cầu lưu một cái file C. C compiler, C
Bile file này đấy, cho là file project đấy, tên của project, tên cả cái file project ấy, là ví dụ 4. Còn nó ra một cái file nữa, file của thuật sĩ, mình cũng chọn luôn ví dụ 4. Và đợi một chút, đây nó ra cho ta. Đây là cái file C, vd4.c ở đây. File này chúng ta sẽ viết chương trình ở trong này, trong cái file này. Và ta đang lập trình bằng ngôn ngữ C mà, đây viết trong cái file C này, .c này. Đấy. Thì ta để ý này. Đầu tiên là nó trong cái file này khi mà ta tạo ra, mới tạo ra thôi á, thì nó có những cái thông tin ban đầu. Ví dụ như là cái chương trình này được tạo bởi cái thuật sĩ này. Đấy. Và thực sự mà nó có cái bộ tạo chương trình tự động này. Đó. Automatic Program Generator. Đó. Xong rồi là project nó có một cái dòng giới thiệu này. Phiên bản 4.0 ngày tạo là 11 tháng 10 26 tháng 11 năm 2020. Tác giả là NS Channel. Công ty trường đại học NTT. Đấy, comment NANANA gì đây. Xong là cái kiểu chip là Atmega 16. Loại chương trình là chương trình ứng dụng. Tần số xung nhịp của cái lõi AVR á, là 8 MHz. Kiểu bộ nhớ là kiểu bộ nhớ nhỏ. Đấy. Kích thước RAM ngoài là không có. Kích thước bộ đệm là 256 này, 256 byte á. Đấy. Xong cái đoạn thông tin bên này. Cái này thì không quan trọng, ta bỏ đi cũng được, không sao hết. Những cái dòng thông tin mà nó nằm ở giữa này, ví dụ như là một cái gạch, xong rồi những cái, một cái dấu sao, xong ở giữa này kết thúc bằng một cái dấu sao và cái gạch đấy, tức là ở giữa cái này này, giữa cái đầu tiên là một cái gạch này, đến dấu sao này, dấu sao á đấy, xong rồi đến một cái dấu sao khác, cái gạch đó. Thì cái vùng giữa này là vùng viết để mà chú thích thôi, viết cái gì cũng được, không có ý nghĩa. Khi mà biên dịch thì nó sẽ bỏ qua, nó không quan tâm đâu, người ta muốn viết cái gì ta viết. Thì thường người ta viết những cái câu nào nó có ý nghĩa chút để nó giải thích cho cái dòng code của ta, cái đoạn chương trình của ta. Đó. Cũng có thể là viết một cái comment bằng cái dấu hai gạch như này. Đấy. Đấy, thì những cái phần sau này nó là cái phần giải thích thôi. Chương trình nó không quan tâm đâu. Ta viết cho ta để ta giải thích cho ta hiểu thôi. Sau cái vùng này, vùng giới thiệu này thì nó sẽ đến một cái từ khóa ở đây, include mega16.h. Cái này là một cái dòng để nó dẫn cái file mega16.h vào đây. Đó. Và chương trình nó bắt đầu ở cái void main. Đây, void main đây. Để mà ta khai báo những cái biến toàn cục á, global variable á, thì ta khai báo phía ngoài main nhé. À, ngoài main. Đấy. Còn nếu mà mình khai báo những cái biến mà nó cục bộ trong cái hàm main á, thì mình khai báo ở trong cái hàm main này. Đấy. Còn toàn cục thì phải ở ngoài main nhé. Đấy. Trong ở đấy mình có cài đặt, ở đấy mình có cài đặt thì cái thuật sĩ nó tạo ta một số cái đoạn mã sẵn này, có sẵn ở đây. Ví dụ như là cổng A và cổng VA đúng không? Thì cái xanh ghi DDVA nó cho các bit này, bit A7 bằng 1 này. A6 bằng 1 này, A5 bằng 1, A4 bằng 1, A3 bằng 1, vân vân. Đó. Về cái giá trị ban đầu á, cái port A á, bằng 1 hết này. Mình chọn bằng 1 mà. B là cùng vào. Đấy, nó có ghi này. Bit 7 của cùng B bằng in này, bit 6 in này, 5 in này, đây, in này. Thì cái thanh ghi, cả cái bit trong thanh ghi hưởng của nó, DD và B này. 7 này bằng 0 này, 6 bằng 0 này, 5 bằng 0 này, 4 bằng 0 vân vân. Đấy, cứ thấy cái bit hướng mà bằng 0 á thì cái chân đó là chân vào. Còn bit hướng này này mà bằng 1 á thì chân tương ứng nó là out. Đúng không? Chân ra. C cũng là gì? Chân ra này, bit 7 out cho nên là cái chân bit hướng của nó này, DDC7 này bằng 1 này. Đấy. Giờ. Còn để nhưng mà thay này bằng 0 á thì nó là hướng vào, D là hướng vào này. Đấy, không này. Đấy, thì nó là in này. Đấy. Thì những cái này nó sẽ tạo sẵn cho ta. Đấy, khi mà ta lựa chọn thì nó sẽ tạo cho ta. Đấy. Trong này những cái
cái bộ timer về là bộ counter nó có sẵn cho ta đây. Đấy, cài đặt sẵn ta, tại ta không dùng cho nên là nó đang ở trạng thái gì nhỉ? Disconnected, tức là không có sử dụng. Đây này. Đó. Đấy, timer gì? Trạng thái stop, đúng không? Các đầu ra disconnected, không sử dụng. Về cả cái ngắt tao không dùng cho nên là ngắt một ngắt không ngắt một ngắt hai là off hết là không dùng. Về là bộ về về S22 USA và T á, nó có disable là cấm không sử dụng. Đúng không? Về là bộ gì so sánh là gì? Off không dùng. ADC cũng là disable tức là bị cấm không sử dụng. FPI cũng bị disable. TWFI cũng disable. Đấy. Như vậy là những cái nào mà cài đặt thì nó sẽ bật lên, cái nào không có dùng thì nó sẽ cài đặt theo diện cấm đi. Đấy. Thì sau cái đoạn này là cái đoạn mà chương trình nó sẽ tạo cho ta. Và ta có thể đưa những cái đoạn code của ta vào đây. Đấy, viết cái đoạn code ở đây. Đấy. Viết viết mã mã viết mã chương trình nhé, chương trình điều khiển của ta. Điều khiển ta ở đây. Đấy. Nhưng mà lưu ý là những cái mã viết đây mà nó chỉ chạy có một lần thôi. Đấy, lưu ý là nó chỉ chạy chạy một lần duy nhất lúc mà nó khởi động á, lúc khởi động. Đấy. Còn sau đó mà nó chạy qua xong rồi nó sẽ không có quay lại đây nữa đâu. Đấy. Đấy, nó sẽ chạy duy nhất có một lần đấy. Cái vùng này này, vùng bắt đầu từ sau cái void main này này. Đấy, từ đây này. Cho xuống đến cái đoạn trước cái vòng while này này. Đấy, từ đây trở lên. Thì nó chỉ chạy một lần duy nhất thôi. Thì những cái đoạn mà mã nó cho sẵn đây và nó tạo sẵn cho ta. Còn những cái mã ta viết thì ta viết đây cũng được nhá, viết ở phía dưới này, cái đoạn này. Còn lại những cái mã nào mà mình muốn nó cứ chạy đi chạy lại nhiều lần á, nó lặp lại hoài vậy đó, nó cứ chạy lại qua như vậy thì mình phải đưa nó vào bên trong này, trong cái vòng while này. Đấy. Và cái while này nó là ở đây là cái phía trong này là cái điều kiện của vòng while. Đấy. Thì đây nó bằng một, tức là lúc nào nó cũng đụng, mà đụng thì nó chạy hoài, nó lặp lặp vô tận luôn á. Mình viết cái cột ở trong này thì nó cứ lặp đi lặp lại, nó chạy hoài vậy đó, ở trong này. Đấy, và nó không bao giờ thoát ra khỏi đây nữa. Về while mà while là vòng lặp vô tận, nó không có thoát ra được. Và chương trình nó cứ chạy hoài, bật máy lên là nó chạy từ trên xuống. Đấy, khi ta bật máy lên á thì nó sẽ chạy chạy trên xuống như này, và nó chạy xuống dưới này, nó chạy qua hết. Chạy qua hết đây xong nó chạy đến cái vòng while này và nó cứ lặp đi lặp lại đây, nó tạo lặp hoài ở cái vòng while này. Giờ khi nào mà ta tắt máy thì thôi. Đó. Ngoài những cái file ví dụ 4 này thì nó còn thêm những cái file đây, file ví dụ 4.c này thì nó còn những cái file của header nữa. Đó. Đó. Về là những cái file list ví dụ là ví dụ 4.asm hoặc là những cái file khác ở đây. Về là có cái cửa sổ bố trí các cái hàm người ta sử dụng, hiện tại ta chỉ dùng có mỗi hàm main thôi. Nên là đây nó chỉ hiển thị ra một cái hàm main. Nếu mình dùng nhiều hàm á, thì nó sẽ liệt kê ở đây cho ta. Đó. Ngoài ra thì nó có thêm cái code template nữa. Đây. Đó, nó có một số cái đoạn mã mẫu nằm sẵn đây. Ta có thể kích vào đây để sử dụng. Đúng không? Đấy. Còn cái chỗ này này. Cái chỗ này nó gọi là build project file á. Mình dùng để biên tập cái file C này. Đấy. Sau khi mình viết xong thì mình dùng kích vào đây. Mình sẽ biên tập nó thành một cái file dưới dạng mã máy, đây là dưới dạng mã lệnh. Đấy. Mình nạp cái mã lệnh vào cho con đi chơi. Còn nãy mình không muốn biên tập, mình lưu thì mình kích vào đây mình lưu. Đúng không? Đấy. Đấy. Ở đây thì nó có cái phần view á, nó có một số cái cửa sổ thì ta chọn coi cái cửa sổ nào á, thì ta kích vào đây. Ví dụ cái cửa sổ message là nó sẽ báo cho ta một số cái lỗi hoặc là cảnh báo, thế nằm ở dưới này. Đấy. Ví dụ ta có lỗi hoặc nó kia nó báo ở dưới này. Hoặc khi ta biên tập á thì nó cũng sẽ báo cho ta biết số lỗi của nó là cái lỗi gì.